Hello mọi người, hôm nay là một video rất là đặc biệt, là tại vì mình sẽ nói tiếng Việt cho cái video này. Lần cuối cùng mà mình nói video bằng tiếng Việt á, thì chắc là cũng khoảng nửa năm rồi. Những cái video đầu tiên mà mình bắt đầu về YouTube á, và cái lý do mà mình nói tiếng Anh là vì mình thấy khi mà mình nói tiếng Anh á, mình express nó dễ hơn á, mình bày tỏ nó dễ dàng hơn. Nên là mình đã nói tiếng Anh, nhưng mà cũng có một số bạn là hỏi là mình có thể nói tiếng Việt được hay không. Cho nên là yeah, I can do it. Mình có thể nói được tiếng Việt. Cho nên là mình sẽ làm một cái video về nói về tiếng Việt cho các bạn. Okay, nếu như mà các bạn chưa biết mình là ai thì mình là Ngân. Mình có niềm đam mê với lại kem chống nắng và chăm sóc da. Bạn đừng quên subscribe cho kênh channel của mình để mình có thể là xem video của mình mỗi tuần, và có thể theo dõi kênh Instagram của mình, nơi mà mình đăng rất là nhiều về skincare và kem chống nắng. Mình còn có một cái shop nhỏ là Amercy. Mình import những cái sản phẩm về Ionic và Purito ở Hàn Quốc, và mình đảm bảo 100% là nó là hàng chính hãng và hàng thật với cái uy tín của mình. Nếu như mà bạn thích thú những cái brand như vậy thì bạn có thể ghé thăm amc.vn hoặc là ghé thăm shop Amercy của mình trên Shopee nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi mà bắt đầu về cái video này thì mình cũng đã tập để mình nói tiếng Việt trước ống kính để mình có thể nói được cho nó trôi chảy. Nhưng mà nếu như mà có những cái ê Sunny à, Sunny, stop doing that. Những cái từ mà mình có thể không có nhớ ra được là cái tiếng Việt của nó như thế nào, mình sẽ xin phép là mình sẽ nói bằng tiếng Anh ha. Và xong sau đó là khi mà mình chỉnh sửa lại cái video, mình sẽ subtitle nó bằng tiếng Việt. Và mình mong các bạn thông cảm cho mình điều này. Chủ đề hôm nay thì là mình sẽ nói về retinol. Đó là một cái dẫn xuất của vitamin E. Tại vì mình thấy là retinol nó ngày càng phát triển tại thị trường Việt Nam, và có rất là nhiều bạn bây giờ trở nên quan tâm với lại cái thành phần này. Đối với những các bạn mà đang tìm hiểu retinol, hoặc là chưa đang định bắt đầu để dùng retinol, hoặc là đang dùng retinol, thì cái video này vẫn sẽ thích hợp. Không bộ chiều ngang cũng sẽ bộ chiều dọc. Mình sẽ chia sẻ về 7 điều mà bạn cần biết khi mà bạn dùng retinol. Mình sẽ bắt đầu video thôi. Alright, trước khi mà mình bắt đầu về 7 cái điều mà cần lưu ý khi mà dùng retinol, mình sẽ giới thiệu một tí về retinol. Retinol đó là gì? Thì retinol đó là một, gọi là một cái thành phần gold standard đó. Nó là một cái thành phần vàng trong một cái royal family, là trong một cái gia đình hoàng tộc của vitamin E. Vitamin E thì nó sẽ được gọi chung đó là retinoids, là gia đình retinoids. Và ở trong gia đình retinoids này nó sẽ dẫn xuất ra rất là nhiều thể của vitamin E. Thì nó sẽ bao gồm là retinol nè, rồi retinal, hay còn được gọi là retinaldehyde. Thêm một thể nữa đó là retinylpalmitate, nó cũng là một cái thể dẫn xuất của vitamin E. Một cái thể khác nữa mà bạn sẽ thường gặp ở trên thị trường Việt Nam đó là adapalene, trong cái kem dưỡng Differin nữa. Rồi cái con này nó lại làm phiền mình nữa rồi. Đây nè nè, nhìn nó nè. Đi xuống đi. Một thể nữa bạn cũng sẽ nghe nói đến cũng rất là phổ biến nữa, đó là retinoin. Mình sẽ nói về retinol đi, tại vì retinol nó phổ biến hơn. Tại vì bạn có thể là mua những cái sản phẩm làm đẹp skincare ở over the counter, là cái dạng mà mình không có cần phải nhờ bác sĩ tư vấn và bóc cho retinol. Thì là mình sẽ dùng cái dạng là retinol. Công dụng điều trị mụn của nó là bao gồm là mụn trứng cá, là mụn viêm, mụn đầu đen, mụn đầu trắng nè, rồi mụn nhọt nè, cái mụn bự, rồi có thể là mụn chai, nó cũng có cái tác dụng nữa, nhưng mà nó sẽ không có, nó sẽ dạng nó không có mạnh đâu. Mụn chai là dạng phải đi nha sĩ lộn, phải đi da liễu rồi, trời ơi. Ngoài ra thì nó sẽ còn làm cho mình giảm thâm của mụn nè, rồi giảm nám nữa, là cái dạng như là mình bị tổn hại của tia UV, tia cực tím á, thì mình sẽ bị nám trên da đó. Nó cũng có thể là chữa được cái phần đó. Và một cái tác dụng thần kỳ nữa đó là nó sẽ làm giảm sự hình thành nếp nhăn. Và mình sẽ nói về 7 cái điều mà bạn cần lưu ý khi mà bạn dùng retinol. Đến cái câu hỏi đầu tiên mà mình thấy là rất là nhiều các bạn sẽ hỏi, đó là dùng retinol nó có làm cho da mỏng hay không. Câu trả lời đó là không. Nó
họ không làm cho da bị mỏng. Mình sẽ nói một cái cách khác, đó là khi mà cái lớp sừng nó dày quá thì cái retinol nó sẽ làm cho cái độ dày của nó giảm đi. Cái lớp sừng ở trên da là cái lớp mà đầu tiên để mà mình có thể nó, cái lớp này nó sẽ là chống lại những cái gọi là tác nhân gây hại hoặc là ô nhiễm hóa học. Nhưng mà một khi mà cái lớp sừng này nó quá dày thì nó sẽ làm cho da của bạn bít tắc lỗ chân lông, là nó sẽ làm cho da đổ nhiều dầu hơn, nó sẽ là cái môi trường để vi khuẩn sinh sôi, rồi nó sẽ làm cho da của bạn sẫm màu và cái kết cấu của da nó không được mịn màng, bóng mượt, bóng mượt giống như tóc vậy, bóng mịn. Dạ, bóng mịn. Bạn thấy là các bạn mà gọi là còn nhỏ, nhỏ hơn mình còn nhỏ đó, da của mình rất là mịn, tại vì là cái gọi là cái khả năng sinh sôi của tế bào á, mỗi đêm của da nó rất là nhanh, và cho nên là không cần phải, hồi đó cũng không còn phải dùng retinol nữa. Nhưng mà khi mà da mà đến ở tuổi dậy thì rồi, hoặc là da mà ở dạng lão hóa rồi đó, thì cái việc mà sinh sôi da với lại việc mà tái tạo da mới cực kỳ chậm, cho nên là phải cần retinol vào để nó có thể là điều chỉnh hóa lại cái tốc độ sinh sôi và cái tốc độ mà da thay đổi mới đó. Như vậy câu tiếp theo đó là dùng retinol có cần đổi kem chống nắng hóa học hay không. Ok, thật ra là dùng kem chống nắng hóa học hay là kem chống nắng vật lý gì á cũng không quan trọng bằng ở trong cái kem chống nắng đó nó có cái gì á, cái màng lọc chống nắng đó là cái gì. Mình ví dụ ha, ví dụ như bạn đang dùng một cái kem chống nắng hóa học đi, nhưng mà ở trong cái kem chống nắng đó hóa học đó nó chỉ chống UVB, hoặc là nó chống nhiều hơn UVB mà nó không có chống nhiều ở UVA. Có gặp cái trường hợp có những cái kem chống nắng nó như vậy ha. Có một cái kem chống nắng mà mình chỉ thấy là nó chỉ có là Octinose, Octocrylene và Hormozale thôi, nó không có những cái thành phần để màng lọc để chống đại tia UVA. Và cái tia UVA là cái tia mà lại gây ra lão hóa sớm và ung thư và sạm và nám da, nên là nó rất là quan trọng. Cho nên là thực ra chọn kem chống nắng nào cũng được, chỉ cần là phù hợp da với bạn là được. Nhưng mà nó phải có một cái gọi là tia chống nắng cho nó là broad spectrum, là chống được cả hai tia. Mà quan trọng nhất đó chính là bạn phải cần thoa lại kem chống nắng sau 2 đến 3 giờ. Tại vì ví dụ khi mà bạn chọn kem chống nắng hóa học và nó có cái thành phần đó là avobenzoin ở trong đó, nó chống UVA, thì sau 1 giờ thì cái tia chống nắng này, cái màng lọc chống nắng ở avobenzoin này nó sẽ giảm đi 36% hiệu quả chống nắng của nó. Cho nên là thật sự khi mà bạn đã apply nó, ngay cái giây phút mà bạn apply nó lên rồi là nó đã bắt đầu, nó đã giảm từ từ rồi. Nên là sau đó là bạn phải cần phải apply nó lại là sau 2 đến 3 giờ thì nó mới có thể là đảm bảo được duy trì cái khả năng chống nắng của nó. Và bạn nên biết là khi mà bạn dùng retinol rồi thì da của bạn sẽ nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời. Cho nên là trước khi mà bạn mua cái retinol đó là phải có trong tay ít nhất là một cái ke tuyết kem chống nắng cho mình để mà có thể bảo vệ làn da của bạn trước khi mà dùng retinol. Tại vì thật sự ra bạn dùng retinol bạn không thể nào mà dùng nó mà không có kem chống nắng đó. Nếu như mà dùng nó mà không có kem chống nắng giống như là mình đang destroy cái làn da của mình như vậy đó. Mà bạn dùng retinol mà không dùng kem chống nắng đâu ha, thì thôi đừng có dùng retinol làm cái gì. Câu tiếp theo đó là dùng retinol có bị bong tróc da hay không. Thật ra cái việc mà bong tróc da đó nó không có cần thiết để trong cái quá trình mà mình dùng retinol. Và nói một cách khác thì không phải là bong tróc da thì nó mới đạt được hiệu quả khi mà dùng retinol. Tại vì có những bạn sẽ gây bong tróc, khi mà dùng retinol sẽ có bong tróc, và có những bạn thì không có bị bong tróc. Chẳng hạn như mình nè, da của mình không có bị bong tróc khi mà mình dùng retinol, thậm chí là mình dùng tretinoin nó cũng không có bong tróc nữa, nó chỉ đỏ thôi. Cho nên là nó sẽ rất là tùy thuộc vào cái làn da đó. Và nếu như mà bạn thật sự mà không muốn bị bong tróc á, mình vẫn có thể điều khiển nó được, là mình sẽ bắt đầu từ từ, mình sẽ bắt đầu rất là chậm nè, mình sẽ bắt đầu là ví dụ như là 2 lần một tuần chẳng hạn nè, mình sẽ để một giọt rất là nhỏ thôi hạt đậu. Và mình dưỡng trước, rồi xong rồi mình bôi retinol lên. Retinol kết hợp được và không kết hợp được với những thành phần nào? Đây là câu hỏi rất là hay ha, rất là hay. Tại vì là dùng retinol cũng phải chú ý là những cái thành phần khác ở trong những cái kem dưỡng hoặc là skincare khác mà bạn dùng á, nó có đi liền, nó có hợp nhau hay không. Những cái thành phần mà retinol sẽ kết hợp được rất là hiệu quả, rất là tốt trên da, và sẽ tăng được cái độ làm việc của retinol. Đó là
Thứ nhất, niacinamide. Cái thành phần này á là nó gọi là nó có chức năng là dưỡng ẩm nè, nó cũng làm dịu da nè, nó giúp giảm mẩn đỏ trên da nè, và với cái độ pH của nó là nó hoạt động khá là ngang bằng nhau, không có quá chênh lệch, cho nên là khi mà mình kết hợp được với lại niacinamide thì sẽ rất là tốt. Đối với các bạn mà mới bắt đầu dùng retinol thì bạn có thể chọn những cái kem dưỡng hoặc là những cái serum mà có chứa niacinamide ở cái nồng độ giống như là nồng độ bình thường thôi, họ không có ghi ra cái nồng độ niacinamide bao nhiêu, nhưng mà có ở trong đó thì nó vẫn rất là tốt đó, tại vì mình vẫn muốn để mà hạn chế khả năng kích ứng mà. Retinol là cái thứ mà mình sẽ phải bắt đầu từ từ, mình sẽ không có thể rush được ha, nó lúc nào cũng phải đi từ cái foundation lên hết. Vẫn còn nhiều những cái ingredients mà retinol có thể làm việc rất là tốt cùng, đó là acid hyaluronic nè, để dưỡng ẩm nè, rồi ceramide. Ceramide là một cái thành phần mà nó giúp phục hồi và bảo vệ, và nó còn giúp để mà làm dịu da rất là tốt nữa, cho nên là sẽ rất là giảm cái khả năng kích ứng khi mà mình dùng chung với retinol. Và thêm một thành phần nữa đó là peptide. Peptide thì nó sẽ giữ nước và nó làm da cho da căng mọng, cho nên là khi mà mình kết hợp với retinol thì nó sẽ giảm cái khả năng khô da đi. Đến những cái thành phần mà mình không phải là không được dùng chung, mà là mình sẽ giảm thiểu hoặc là mình sẽ dùng với cái độ cân nhắc cực kỳ mạnh, đó là vitamin C. Vitamin C mà ở thể potent nhất, đó là ở thể mạnh nhất, đó là ascorbic acid. Tại vì cái thể đó là thậm chí mình dùng ở cái thể đó mình vẫn bị châm chích mà, cho nên là khi mà mình dùng nó và mình dùng thêm retinol nữa thì nhưng mà ở một cái thể, những cái thể khác của vitamin C giống như là MAP chẳng hạn, hoặc là ascorbic glucoside chẳng hạn, một vài thể nữa nhưng cái tên dài quá mình không có nhớ nổi, mình sẽ ghi ra ở đây ha. Những cái thể này kết hợp rất là tốt với lại retinol, là cái khả năng kích ứng của nó lại rất là minimum. Cho nên là nó thích hợp, những cái thể này nó thích hợp với da nhạy cảm luôn, cho nên là khi mà kết hợp với retinol thì nó vẫn rất là tốt. Cái thành phần nữa mà bạn cần chú ý khi kết hợp với retinol đó là các acid để tẩy tế bào chết, bao gồm là AHA và BHA. Thì trong AHA nó sẽ có những cái giống như là lacolic acid, lactic acid nè, tartaric acid nè. Có thể là khi mà đã lên da rồi, nó cái khả năng chăm chích của nó có, đặc biệt là BHA nó gọi là nó ưa nước nè, nó hút ẩm, cho nên là có thể là nó sẽ làm cho da khô hơn khi mà mình dùng với lại retinol. Và AHA cũng vậy, ví dụ như mình rất là bị chăm chích khi mà mình dùng lacolic acid, để mà đưa lacolic acid mà đưa với retinol thì ôi thôi, chắc da của mình rất là đỏ luôn. Nên là mình sẽ rất là chú ý khi mà kết hợp lại AHA hoặc là retinol. Nói như vậy là không phải là bạn không dùng được, mà là bạn có thể dùng alternative, là mình dùng xen kẽ chẳng hạn. Ví dụ retinol mình dùng buổi tối, AHA mình dùng buổi sáng, hoặc là BHA mình dùng buổi sáng chẳng hạn, và sau đó là sunscreen always ha. Thêm một cái thành phần nữa đó là benzoyl peroxide. Thì benzoyl peroxide rất là cái khả năng dùng chung nó được với nhau thì khá là thấp, tại vì benzoyl peroxide cái cơ cấu của nó hoạt động là nó sẽ đánh những cái con vi khuẩn đó, và khi đó thì nó oxidize đi, cho nên gọi hơn là nó thải ra những cái gốc tự do. Nhưng mà cái cách hoạt động của retinol nó sẽ diệt trừ những cái gốc tự do đó, cho nên là khi mà hai cái con này mà nó gặp nhau thì có thể là nó sẽ cancel each other, là nó sẽ làm cho hai cái nó không có hiệu nghiệm khi mà kết hợp lẫn nhau. Dù sao thì mình cũng rất là tự hào về cái tiếng Việt của mình đã đi được đến đây, và mình nói cũng rất là nhanh và trôi chảy. Dùng retinol có phải tắt đèn đi ngủ liền hay không? Cái này nó sẽ phụ thuộc vào retinol, sản phẩm retinol của bạn ha. Tại vì có những cái sản phẩm mà retinol mà thuộc thế hệ mới, đời mới, có nhiều công nghệ mới, ví dụ như công nghệ capsule chẳng hạn, trong công nghệ được giữ trong kén. Cái công nghệ mới của Neutrogena về cái retinol của nó đó, cái cream của nó, cái kem của nó đó, nó rất là ổn định, và nó sẽ có thể là cung cấp dưỡng ẩm, và cái retinol của nó có thể ổn định trong suốt 12 tiếng chẳng hạn nè, cho nên là nó sẽ không có bị oxy hóa đi. Ví dụ những cái tretinoin truyền thống, hoặc là ví dụ như là cái của mình đang dùng là tretinoin của Golden Mars, là mình biết là cái thể đó nó không có ổn định, thậm chí là cái ánh sáng nhân tạo nữa, hoặc là ánh sáng đèn laptop nè, với lại từ điện thoại nè, rồi từ
TV nè, nó sẽ rất là dễ giảm cái hiệu lực. Retinol có thể dùng được ban ngày hay không? Câu trả lời là vẫn có thể dùng được ban ngày. Tại vì nếu như mà bạn dùng mà không có ra ngoài nhiều thường xuyên, không có tiếp xúc với dưới ánh nắng mặt trời á, hoặc là không có hạn chế sử dụng điện thoại với lại TV với lại laptop á, thì có thể là dùng retinol. Nhưng mà nếu như bạn không có đảm bảo được á, thì nên dùng retinol buổi tối. Bản thân mình thấy á, là dùng retinol buổi tối là cái thời khắc thích hợp nhất luôn á, khi mà buổi tối là da da của mình là đang ở cái mood là chỉnh sửa nè, sửa chữa lại những cái tổn hại, những cái lỗi lầm ở trên da. Retinol cái chức năng của nó cũng là dạng như là chỉnh sửa chữa và tái tạo làn da, cho nên là mình nghĩ là dùng buổi tối là cái thời khắc thích hợp nhất luôn để có thể là dùng retinol hoặc là retinoids nói chung. Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là retinol mấy tuổi thì có thể dùng được. Theo tài liệu mà mình xem được của Science Committee of Consumer là họ nói là retinol thật sự ra 1 tuổi có thể dùng được rồi, nhưng mà 1 tuổi mình đừng làm gì trời. 1 tuổi có cần phải trị mụn hay là có cần phải chống oxy hóa hay là giảm nếp nhăn gì đâu, lúc đó da da còn mơn mởn, da đẹp quá trời mà. Cho nên là mình nghĩ cái thời khắc mà thích hợp nhất để mà mình dùng retinol là lúc mà bạn là teenager, hoặc là lúc mà bạn phát hiện ra là ù da của mình bị mụn rồi, lên mụn này, có nhiều lỗ chân lông to nè, rồi bị dầu nè, không kiểm soát được nè, có những cái vấn đề về da đó, liên quan đến những cái đó, hoặc là da trưởng thành rồi mà dạ, bị lão hóa da, nếp nhăn da nè, đồi mồi chân chim nhiều nè, rồi nghe miệng nè, nếp nhăn từ lưa à, hoặc là bị nám nè, thì mình mới bắt đầu mình care về nó, hoặc là trước đó để mà mình dùng để mà mình ngăn chặn cũng được. Nhưng mà cái thời điểm mà mình nghĩ là thích hợp nhất chắc là teenager, và chọn những cái nồng độ thấp nhất để mà mình có thể là bắt đầu và để cho nó giảm thiểu kích ứng và để cho nó đừng có bị da khô. Và khi mà da khô mà da bị kích ứng rồi, ôi mệt lắm, mệt lắm chị, mệt lắm trời, nhiều khi còn phải đi da liễu nữa đó. Đó là 7 cái điều mà mình muốn chia sẻ khi mà bạn dùng retinol. Trời ơi, mình thật sự là tự hào luôn á, mình đã làm xong một cái video đó tiếng Việt. Bạn thấy làm sao? Khả năng tiếng Việt rất là tốt đúng không? Nên là mình nên nói tiếng Việt nhiều hơn đúng không? Bạn có những cái câu hỏi gì thì cho mình biết nha. Tại vì mình nghĩ là về vấn đề về retinol hoặc là vitamin A thì sẽ có rất là nhiều trước khi mà bạn dùng, trong quá trình bạn dùng, chọn sản phẩm như thế nào. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình, tại vì khi mà bạn subscribe thì cơ chế của YouTube nó sẽ biết là bạn thích những cái video như thế này và giới thiệu những cái video tương tự hữu ích như vậy để có thể nâng cao về kiến thức skincare. Ok, mình sẽ gặp bạn trong video sắp tới và chúc các bạn có làn da khỏe đẹp và rạng ngời. I love ya.